Xin chào mọi người. Giới thiệu mọi người đàn con của Dopper nhé mọi người nhé. Cực kỳ ham đồ luôn. Tí nữa thì em sẽ quay cả con bố cho mọi người xem luôn. Thì có gì mọi người thông cảm nhé. Đây cho mọi người xem. Đây, gen giống của Dopper nhé. Họ ngoại là có gen của Pháp hay là ấy, là khi mà ra Đa Lai ra này. Con bố là bố dòng mê thuần Nhật mê luôn mọi người nhé. Món ngắn tí luôn kìa. Sẽ ra nó xem là đỏ. Đỏ gần đen luôn nhé. Đỏ gần đen là anh chị nào thích mà size to như là vừa to và vừa thần kinh tốt ấy, thì đúng cái đàn này tuyệt vời luôn. Nhìn lắm này, không ở yên được luôn. Đây, đây, phải gần chất lượng rồi. Phải gần này không? Đó. Nó nghịch, nghịch. Đây mọi người qua đây cho mọi người xem luôn cái con bố. Đây để quay sang sang với con bố cho mọi người xem nhé. Trại của anh rất là rộng luôn. Đây đây là khu huấn luyện và vui chơi mọi người nhé. Chơi là bây giờ nó bắt đầu hồi phục rồi, nhưng mà nó không hồi phục được 100%. Chân cũng lại lên nữa này. Thò tay nó thò mõm ra rồi một phát bắt gón luôn. Mặt rất đẹp luôn. Vì quả ngực nở. Đẹp vờ, đẹp lắm. Đấy. Anh chị nào yêu bắt một em đàn kia thì sau này trưởng thành nó không thể được bằng con bố thì nó cũng sẽ gần bằng mọi người nhé. Nó không to được, là giống như là Jeju nhà em, nhưng mà khung vọng cái size của nó rất là to luôn. Em quay qua một số đàn cho mọi người xem nhé. À đây con mẹ đây, mẹ cũng cực kỳ khủng luôn. Đây mọi người xem nó đứng đây. Đàn này là 60 ngày mọi người nhá. Bao giờ bọn em cũng phải tiêm đủ vaccine 2 mũi này thì sẽ xuất bán cho mọi người. Em đang bắt đầu nhận gạch đàn này nhá. Tí nữa em sẽ quay video riêng từng con. Anh chị yêu bạn nào thì liên hệ hotline để em sẽ gửi video riêng từng con cho mọi người. Anh chị yêu thích hoặc là muốn tìm hiểu về dòng chó Bắc Duy Bỉ này thì nhớ bấm like video và đăng ký kênh ủng hộ để cho em phát triển nhé. Xin chào mọi người ạ.